cũng có đứa nói là cũng có người comment nói là hai thằng bé này cũng ngủ rồi đó đó chứ là thức dậy là nó đi chơi game. Nhưng mà để mình coi coi hai thằng bé này sẽ đi đâu nha. Hôm qua trời mưa quá trời, hôm nay thì trời đẹp quá trời, có trăng có sao rồi. Chị 31.000. Dạ cảm ơn chị nha. Dạ cảm ơn chị. Cái xe mình nó bị hư rồi, nó cứ tắt máy hoài. Mỗi lần mưa xong là vậy á mọi người. Mà lần đầu tiên tôi đi vô con đường này luôn á. Tình là hoang mang dã man luôn. Không có camera là ông nội tôi rung cầm cập luôn á, có camera nó còn đỡ á. Vô đường đó sợ chứ, trời ơi đơn đầu tiên. Hôm qua đơn đầu tiên dầm mưa đi Bình Dương, hôm nay đơn đầu tiên cho vô cái đường hết sức là quý diệu. Trời Phật ơi, cái đường gì có sen, có cỏ, có cầu, có dừa nước. Hai đường bên gì hai bên đường là đất đai hớn ốc thiệt. Đường đầu tiên ơi, giờ đi hướng này vô quận nhất lại coi, dã man con đường thì chứ. Lần đầu tiên đi thì chắc chắn nó sẽ sợ rồi, sợ thiệt mọi người, cái đường đúng tối luôn. Thôi lời đầu tiên là xin chào mọi người nha. Hello mọi người đã quay trở lại với kênh Đầu Đường Xó Chợ. Dạo này mình thường xuyên ra clip thì mọi người hiểu được vấn đề rồi đó. Đường nào ta, đi đường nào ta, đi đường nào ta, đi thẳng luôn. Thôi để quanh vô trung tâm quận 1 kiếm gì ăn cái nha. Đói bụng quá. Mỗi khi mà tôi đi quay đầu những cái đường mà có gầm cầu như này nè là phải bật camera lên cho nó an toàn. Nói chung là lỡ có chuyện gì thì cũng có camera để mà cứu vớt mình. Chứ bình thường thì mấy cái gầm cầu này thì có ai đâu, đúng không? Đi ngang mỗi lần mà quay đầu hay quẹo gì mà dưới gầm cầu là sợ chết được.
ai không sợ chứ, ai nói không sợ chứ tôi sợ thế bà. Tuy là đi làm đi đêm nhưng mà không sợ cái thứ đó, nhưng mà sợ cái thứ sống á, thứ sống nó mới nguy hiểm á. Lâu lâu nó cầm cái vũ khí nó sọt 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 thế là rồi xong luôn. Kiểu như mình gắn camera thì mình có sức mạnh thêm mấy phần trăm kiểu vậy á. Sức mạnh theo kiểu sức mạnh tinh thần đó nha, chứ không phải là sức mạnh cường tráng. Mình đi Bình Thạnh đó đúng không? Dạ đúng rồi. Chúc em chuyển khoản nha. Được được được. Ê, coi chừng. Xe quanh cầu. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Thì em cà phê sữa quá. Thả cái người khách kia xong chạy vô chớ vô tới trung tâm mình có khách. Lâu dạo này đi nhiều cuốc xa. Tính ra đâu phải lâu đâu, không phải lâu mà là thường xuyên mà tại ông để ý. Anh đặt cho chú đúng không? Dạ đúng rồi. 24 Nguyễn Trãi hả? Dạ đúng rồi, Nguyễn Trãi. Khỏi đó thì thôi chú đội đi cho an toàn đi, con đi này mắng đi trước đi. Từ từ nha. Chú dịnh dai không? Rồi trên đây luôn. Rồi ok ha. Thầy bé chiều qua uống thuốc huyết áp thôi. Tự nhiên nó chốc là thấy rồi. Chị ơi, xe không đủ pin đi. À. Thế nữa. Thế nữa ha. Ê, này, xuống từ từ nha chú. Rồi đây. 26 chú đếm sẵn rồi. Ờ, anh kia trả tiền rồi mà. 26. Không trả tiền rồi. Hả? Cái người đặt trả tiền rồi. Cái trả người đặt rồi. Dạ cái người đặt trả tiền cho chú rồi. Chú không biết cho thử. Đâu cảm ơn chú kia kìa. Chú kia trả tiền rồi. Thu tiền mặt 24.000. Đi. Cuốc này lỗ bao nhiêu tiền đây không biết. Clip trước mình clip TikTok nha, trong là clip YouTube nha.
TikTok hay Facebook ta? Facebook đúng rồi, nhớ clip rồi. Mình có mua vé số ủng hộ hai một bé nhỏ nằm ngoài đường đó. Thì hôm nay mình phát hiện, mình thấy nghe giống như điều tra quá. Mình thấy hai bé nó chạy về nè, để mình coi tiện thể mình quay coi hai bé nó nhà nó đâu. Thường là tụi nó hay ngủ ngay cái ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa với đâu ta? Với Lê Lợi. Lê Lợi hả? Ở Lê Lợi, phải không? Ngay cái chỗ mình hay ngồi á. Rồi cũng có nhiều người lại cho tiền rồi lại mua vé số ủng hộ nhiều lắm, cho đồ ăn thì nhiều lắm. Với lại mình đăng, lúc mà mình đăng lên á thì cũng có đứa nói là, cũng có người comment nói là hai bé này ngủ rồi đó chứ ra là thức dậy là nó đi chơi game. Nhưng mà để mình coi hai bé này sẽ đi đâu nha. Tôi vẫn tin tưởng hai đứa này. Nên tiện đường thì tôi đi, tôi chạy tình tượng tiện đường thì tôi đi, tôi quay cho mọi người xem. Tại vì tôi nói ngủ ngoài đường nè, nhiều người họ cho đồ ăn, cho tiền này kia nhiều lắm. Dừng đèn đỏ vậy là xỉn rồi. Tôi nhớ cái bình luận đó là nói cái nói hai đứa nhỏ này là bên quận 4. Bây giờ tôi chạy tới quận 8 rồi nhưng mà chưa thấy nó quẹo về nhà. Tôi thấy bởi vì tôi đâu có tin. Hôm nay tôi thấy hai đứa nhỏ chạy về nên tôi chạy thành tèn theo. Nhưng mà đâu phải bên quận 4 đâu, bên quận 8 nha. Đây, mọi người chắc biết ở đây đúng không? Nhưng mà tôi sẽ đi tới nhà của hai đứa bé này coi như thế nào. Nhưng mà tôi sẽ không quay nhà cho đó cho mọi người xem đâu. Tại vì sợ phiền phức đến hai đứa nhỏ. Sau này có cái gì thì nếu mà tốt á, sau này mà tôi có cái gì á thì tôi chia sẻ hai đứa nhỏ đó. Hai đứa này thuộc cái dạng mà mình gọi là có nha, nhưng mà cũng kiểu như là ít gặp, kiểu như là thằng anh với thằng em đi lang thang ngoài đường, nhưng mà kiểu như nó cũng chữ thề chữ tục này kia có. Nhưng mà mình có quay được cái đoạn clip của mấy đứa này nó giỡn á, với lại cái đoạn thằng Út, có thằng Út mà phía sau, thằng nhỏ ngồi phía sau, trong em Út không biết là thằng Út hay nhỏ đó, chỉ biết thằng em ngồi phía sau á, gặp mẹ nó, gặp em nó, cái hai đứa nó quần mừng quýnh lên hết trơn. Mọi người xem cái clip, những cái clip mà trước là mọi người sẽ thấy à, tại vì chắc mọi người không để ý đâu. Những cái đoạn chi tiết nhỏ mình để vô trong đó làm cái cảnh, làm cảnh chuyển á, nhưng mà mọi người chắc không để ý đâu. Nên mình có hắn ấn tượng như hai đứa này, tại vì lần đầu tiên mình gặp là ngay cái chỗ mình hay ngồi, ủa sao nay nó sức có hai đứa nhỏ để nằm đây. Nó dừng đèn đỏ đàng hoàng, con người ta dễ thương lịch sự muốn chết. Mấy ông đi comment tào lao, không biết lao cho hai đứa nhỏ. Mới đầu là mình tưởng đâu hai đứa nhỏ ở khu vực gần cái chỗ nhà thờ hồi nãy mình kết thúc clip để mà mình theo dõi á. Mình chạy tới huyện Bình Chánh rồi, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, nhưng mà vẫn chưa thấy hai đứa nhỏ dừng chân. Thôi không nhận, nếu mà tôi đạp cũng không nổi. Từ mà quận nhất về đây mà thấy đêm nào nó cũng ra, quá ghê gớm. Mà còn nhỏ mình cũng có xe đạp á, nhưng mà mình chỉ đi học với đi chơi mà có, chứ không bao giờ mà cũng đạp cái quãng đường mà xa đến vậy. Tuy là nhà không có khó khăn gì hồi lúc nhỏ, nhưng mà vẫn có xe đạp để mà đi học đi chơi, mà không có đi đến nỗi vậy. Quá xa. Vậy là tôi cũng giải quyết được cái sự tò mò của cái câu mà bình luận của cái người kia với cái bình luận tiêu cực xàm xí đú kia. Bởi vậy bây giờ cộng đồng mạng bây giờ làm sao á, cứ hay đưa ra những cái bình luận kiểu thích thì mình bình thôi, vui mình khi thích thì mình bình thôi, không thích thì mình luận như vậy á.
Trời này là 5 giờ hơn rồi đó mọi người. Mình chạy vô từ Bình Chánh, mình chạy vô trung tâm ngồi chơi rồi xong rồi tèn tèn về tới nhà. Mình tắt app luôn rồi. Vô trung tâm không có đơn luôn. Tại vì mình tắt app rồi mình chạy lung tung theo tụi nhỏ đó. Xong cái chạy vô trung tâm cái cũng không có đơn luôn. Cái thôi chạy về luôn, tắt app chạy về luôn. Hôm nay không có đơn nhiều. Nhưng mà trong thời gian mà chờ khách ở trung tâm thì mình có coi lại clip á, thì mình cũng hơi hoang mang chút xíu là cái người phụ nữ kia thì tai đeo vàng vòng hơi bị nhiều nên mình cũng suy nghĩ tự nhiên cái mình cái đầu óc mình nó kiểu như là rối bời, mọi người không suy nghĩ được cái gì á. Tại sao hai đứa nhỏ lại là cái hai đứa đi nằm ngoài đường ngủ bờ ngủ bụi bán vé số đêm khuya xong rồi chờ gần sáng thì lại đi về, trong khi cái người phụ nữ đó là thì lại ngủ ở nhà. Lúc mà đi ra thì tay đeo thì vàng tè lê học me, thì mọi người thấy mà đúng không, lúc mình quay cái cận á nó thì mình không biết là như thế nào, mình cũng không biết người đó là ai. Nhưng mà lúc mà mình có chạy ngang cái đoạn mà con bé thằng nhỏ nó kêu mẹ á, chạy ngang nhà á thì mình nghe được thằng nhỏ nó kêu mẹ ơi mở cửa đó. Nhưng mà người phụ nữ đi ra thì mình không biết có phải là mẹ hay không, hay là chức vụ gì của hai đứa nhỏ đó. Nhưng mà để hai đứa nhỏ đó đêm khuya đi bán vé số nằm ngoài đường để mà kiếm tiền với lại xin tiền người ta thì kỳ quá đúng không. Mình cũng không biết nói làm sao để mà cho đúng nữa. Tại vì tự nhiên mình coi lại cái clip á, lúc mình quay á thì mình không thấy nha. Lúc mà mình vô trong quận nhất á, mình mở máy lên mình kiểm tra file á thì thấy rồi. Tại sao lại như vậy? Hay. Thôi bây giờ mình gác, tạm thời mình gác cái chuyện mà người phụ nữ đó qua bên đi. Mình có thời gian thì mình sẽ tìm hiểu sau. Nhưng mà mình trở lại vấn đề của hai đứa nhỏ đi. Thì cái hành trình mà mình đi theo hai đứa nhỏ đi về nhà nó đó, thì mình đánh giá sơ bộ thì hai đứa nó không có kiểu quậy phá, chạy đèn đỏ cũng dừng đèn đỏ đàng hoàng, lịch sự đàng hoàng, chứ không có cái gì gọi là kiểu như con nít quậy phá kiểu như là mọi người suy nghĩ. Cũng như là cái bình luận của cái cậu thanh niên mà nói hai đứa nhỏ này chơi game ở quận 4, quận 8 gì đó thì không có, không thấy đó. Rồi trở về cái việc mà mọi người thấy hai đứa nhỏ, nếu mà có thấy á, sau này mà nếu có thấy á thì mọi người đừng nên cho cơm, nếu mà có cho á thì cho bánh trái, nếu mà người có rảnh á thì mua vô 24 giờ cửa hàng tiện lợi á, mua bánh trái hoặc là mua mấy bánh mà có thể để dành được á, để cho tụi nhỏ. Tại vì thật sự thì có nhiều tắt đèn rồi. Thật sự thì mọi người không biết thôi, chứ thật ra là ngay cái chỗ mình đậu đó thì hai đứa nhỏ đó được nhiều người cho lắm, từ đồ ăn thức uống tới cả tiền bạc, đa phần là tiền nhiều. Nhưng mà mình sau cái hình ảnh mà mình thu được đó, thì mình khuyên một mọi người như thế này thì cho tiền thì cho ít thôi. Nhưng mà cũng nói khéo hai đứa nhỏ là tiền này tiền của con nha, con để dành nha, con cất đi, con đừng có đưa ai hết. Nói vậy á, mọi người nếu mà mọi người xem được clip này mà mọi người thấy được hai đứa nhỏ đó
thì mọi người nó khéo khéo vậy đó, để cho hai đứa nhỏ nó cất tiền, nó giấu tiền đi, để nó thèm gì nó tự nó mua. Còn đồ ăn á thì đừng, mọi người đừng mua cơm, đôi khi tụi nó ngán nó không ăn đâu. Lý do tại sao mình nói như vậy là tại vì đôi khi mình đi đêm á, mình thấy các bạn đi cho cơm á, người ta bỏ, người ta không ăn, người ta mở ra người ta nói chê không ăn, người ta chỉ thích tiền thôi, để người ta mua gì ta ăn thì người ta ăn. Mọi người xem những clip trước của mình á, có người phụ nữ mình đi bán bánh giò đó, có phụ nữ không đưa mình cơm đó, thì họ cũng nghĩ mình là người nghèo khổ, tại vì người ta cho cơm nhiều quá, bả thì cũng cầm 2-3 hộp đó. Còn nói đằng kia quá trời luôn kìa, nó kiểu vậy đó. Thì nhiều cái tình huống như vậy thì mình cũng suy nghĩ ra và mình cũng đón ra được cái chính đó là những người ăn xin họ cần tiền thôi đó, hoặc là những cái bánh trái gì mà họ có để dành họ ăn lâu dài thôi. Còn cơm thì họ không để được qua ngày nó hư nó ung đó. Hôm nay trời chắc âm u quá, trời chưa sáng, giờ này 5 giờ mấy hơn rồi. Thôi sơ bộ hai đứa nhỏ thì mình cập nhật tình hình cho mọi người xem như vậy thôi. Nhớ nha, cho tiền thì cho ít thôi, và nói khéo là tiền thì tiền của hai đứa để dành thôi, đừng có đưa ai nó cất đi, thèm cái gì ăn cái đó, đơn giản vậy thôi. Thôi bye bye mọi người nha, trời sáng rồi, kiếm gì ăn cái rồi về nhà nghỉ ngơi. Bye bye mọi người nha, hẹn mọi người ở những clip khác nha.